Xin chào, chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc. Chúc các bạn một ngày rực rỡ. Điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng dệt may là những nhóm hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD của Việt Nam trong năm 2023. AI sáng tạo ở Việt Nam và tiềm năng kinh tế thế giới sắp bước vào siêu chu kỳ tăng trưởng mới. Chuyên gia chỉ ra những động lực tăng trưởng cho Việt Nam trong năm 2024. Thế giới sắp bước vào siêu chu kỳ tăng trưởng mới. Chuyên gia chỉ ra những động lực tăng trưởng cho Việt Nam trong năm 2024. Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12 năm 2023 đạt 31,47 tỷ USD, tăng 1,1%, tương ứng tăng 343 triệu USD so với tháng trước. Kết thúc năm 2023, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của cả nước là 354,67 tỷ USD, giảm 4,6%, tương ứng giảm 17,04 tỷ USD so với năm trước. Trong đó, giảm mạnh nhất là các nhóm hàng như nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện giảm 5,61 tỷ USD, hàng dệt may giảm 4,27 tỷ USD, giày dép các loại giảm 3,66 tỷ USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 2,62 tỷ USD, gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm 2,54 tỷ USD, hàng thủy sản giảm 1,95 tỷ USD, hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 750 triệu USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu một số nhóm hàng trong năm 2023 vẫn đạt mức tăng cao so với năm trước. Cụ thể, hàng rau quả tăng 2,24 tỷ đô, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 2,17 tỷ đô, gạo tăng 1,22 tỷ đô, hạt điều tăng 558 triệu đô. Cụ thể, đối với nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện, số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong năm 2023, xuất khẩu nhóm hàng này là 52,38 tỷ đô, giảm 9,7%, tương ứng giảm 5,61 tỷ đô so với năm trước. Trong năm 2023, Việt Nam xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện sang các thị trường chủ lực như Trung Quốc là 16,87 tỷ đô, tăng 3,7%, tương ứng tăng 608 triệu đô. Hoa Kỳ là 7,9 tỷ đô, giảm 33,5%, tương ứng giảm 3,97 tỷ đô. EU, 27 nước là 7,2 tỷ đô, tăng 7,5%, tương ứng tăng 500 triệu đô. Hàn Quốc là 3,51 tỷ đô, giảm 30,5%, tương ứng giảm 1,54 tỷ đô so với năm trước. Trong khi đó, ở nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trong năm 2023, xuất khẩu nhóm hàng này là 57,34 tỷ đô, tăng 3,2%, tương ứng tăng 1,8 tỷ đô so với năm trước. Việt Nam xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ là 17,02 tỷ đô, tăng 6,8%. Trung Quốc là 13,05 tỷ đô, tăng 9,8%. EU, 27 nước là 6,05 tỷ đô, giảm 14%. Hồng Kông là 5,54 tỷ đô, giảm 5,8% so với năm trước. Ở nhóm hàng dệt may, trong năm 2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này là 33,33 tỷ đô, giảm 11,4%, tương ứng giảm 4,27 tỷ đô so với năm trước. Trong năm 2023, xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ là 14,47 tỷ đô, giảm 16,7%, xuất sang EU, 27 nước là 3,86 tỷ đô, giảm 13,8%, xuất sang Hàn Quốc là 3,05 tỷ đô, giảm 7,9% so với năm trước. Riêng xuất sang Nhật Bản là 4,06 tỷ đô, tương đương với mức trị giá của năm trước. Đối với nhóm hàng giày dép các loại, tính chung năm 2023, xuất khẩu giày dép các loại là 20,24 tỷ đô, giảm 15,3%, tương ứng giảm 3,66 tỷ đô so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ là 7,16 tỷ đô, giảm 25,5%, sang EU, 27 nước là 4,91 tỷ đô, giảm 18,1% so với năm trước. Ngoài ra, xuất khẩu giày dép các loại sang Trung Quốc và ASEAN trong năm 2023 lại tăng so với năm trước. Cụ thể, xuất sang Trung Quốc đạt 1,87 tỷ đô, tăng 9,4% và ASEAN đạt 547 triệu đô, tăng 26,1%. Nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ, trong năm 2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 13,47 tỷ đô, giảm 15,9%, tương ứng giảm 2,55 tỷ đô so với năm trước. Trong năm qua, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, với 7,31 tỷ đô, giảm mạnh 15,6%, tương ứng giảm 1,35 tỷ đô và chiếm 54% trong tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Riêng nhóm hàng thủy sản, năm 2023, trị giá xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam đạt 8,97 tỷ đô, giảm mạnh 17,8%,
tương ứng giảm 1,95 tỷ đô so với năm trước. Tuy nhiên, trị giá xuất khẩu hàng thủy sản năm 2023 so với các năm 2020 và 2021 vẫn tăng lần lượt là 6,6% và 1,1%. Xuất khẩu hàng thủy sản trong năm 2023 sang các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ là 1,56 tỷ đô, giảm 26,9%, Nhật Bản là 1,52 tỷ đô, giảm 11,2%, Trung Quốc là 1,34 tỷ đô, giảm 15%, EU 27 nước là 952 triệu đô, giảm 27,1% so với năm trước. Nhóm hàng rau quả, năm 2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt tới 5,6 tỷ đô, tăng tới 66,7%, tương ứng tăng 2,24 tỷ đô so với năm trước. Trong năm 2023, xuất khẩu hàng rau quả tăng chủ yếu do xuất khẩu quả sầu riêng mã HS0810.60.00 tăng cao đột biến. Tính chung năm 2023, xuất khẩu quả sầu riêng đạt 2,1 tỷ đô, tăng tới 1,82 tỷ đô so với con số 288 triệu đô của năm trước. Trong đó, quả sầu riêng của Việt Nam chủ yếu xuất sang Trung Quốc với 2,03 tỷ đô, chiếm 99,4% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Đối với nhóm hàng gạo, trong năm 2023 lên tới 8,1 triệu tấn, tăng 14,4% và trị giá đạt 4,68 tỷ USD, tăng 35,3% so với năm trước. Trong năm 2023, ASEAN là thị trường xuất khẩu chính của gạo Việt Nam, chiếm tới 61% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Cụ thể, xuất khẩu gạo sang ASEAN đạt 4,9 triệu tấn, tăng 24% so với năm trước. Ngoài ra, gạo Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường khác như Trung Quốc đạt 917.000 tấn, tăng 8%, Hana đạt 587.000 tấn, tăng 32,9% so với năm trước. Mở đường để xuất khẩu rau quả cán mốc 10 tỷ USD. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt kỷ lục với 5,69 tỷ đô, tăng gần 70% so với năm trước. Thành quả này nhờ Việt Nam đã ký nghị định thư về kiểm dịch thực vật với nhiều nước, đặc biệt là Trung Quốc, hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô, nỗ lực chính ngạch hóa xuất khẩu rau quả cần được duy trì và đẩy mạnh. Trái ngọt từ nỗ lực mở cửa thị trường. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt kỷ lục với 5,69 tỷ đô, tăng gần 70% so với năm 2022, vượt xa mục tiêu đặt ra trước đó của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đặc biệt, thanh long, sầu riêng là mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất, đều trên 2 tỷ đô. Các thị trường xuất khẩu rau quả hàng đầu của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hà Lan, Australia. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam và chiếm tỷ trọng 65%. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả năm 2023 tăng trưởng tốt nhờ các nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật ký với Trung Quốc trong năm 2022. Cùng với đó, 16 hiệp định thương mại tự do Việt Nam ký với các nước cũng hỗ trợ tích cực cho hoạt động xuất khẩu nói chung và cho rau quả nói riêng. Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc công ty Vina TNT cũng cho biết, sau khi nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc được ký kết, doanh nghiệp đã khai thác rất hiệu quả lợi thế này. Năm 2022, Việt Nam đã chính ngạch hóa xuất khẩu cho 7 loại nông sản gồm chanh leo, sầu riêng, chuối, khoai lang sang Trung Quốc, nhãn sang Nhật Bản, bưởi, chanh sang New Zealand và được đánh giá là năm thành công nhất từ trước tới nay trong việc mở cửa thị trường cho nông sản. Năm 2023, Cục Bảo vệ Thực vật tiếp tục đàm phán thành công để mở cửa thị trường Hoa Kỳ đối với dừa tươi xuất khẩu và ký kết nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dưa hấu xuất khẩu sang Trung Quốc, nhận chuyển giao việc giám sát các cơ sở xử lý kiểm dịch trước khi xuất khẩu thay cho việc phải mời chuyên gia nước ngoài. Tính đến nay, Việt Nam đã có 14 loại nông sản xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, trong đó có 13 mặt hàng rau quả gồm khoai lang, thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, thạch đen, vải, chanh dây và sầu riêng. Cũng trong năm 2023, Cục Bảo vệ Thực vật đã cấp 6.997 mã số vùng trồng, cấp 1.613 mã số cơ sở đóng gói cho hơn 20 loại sản phẩm sầu riêng, chanh leo, bưởi, thạch đen, chuối, thanh long, mít, nhãn, vải, xoài, chôm chôm, dưa hấu để xuất khẩu. Công tác kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu được đẩy mạnh, đã kiểm dịch được 46 triệu tấn hàng hóa xuất khẩu, tương đương 319.000 lô hàng và 47 triệu tấn nhập khẩu, tương đương 327.000 lô hàng. Đẩy mạnh chính ngạch hóa xuất khẩu.
Với diễn biến lạc quan hiện nay, xuất khẩu rau quả được dự báo tiếp tục lập đỉnh mới, có thể vượt qua con số 6 tỷ đô, thậm chí tiến tới mốc 7 tỷ đô. Từ đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu 8-10 tỷ đô đặt ra trong đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030. Kỷ lục xuất khẩu rau quả năm 2023 cũng một lần nữa khẳng định tiếp tục nỗ lực đàm phán và ký kết các nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật để đẩy nhanh tiến độ chính ngạch hóa xuất khẩu, là mở đường cho hành trình tiến tới mốc 10 tỷ USD. Hiện tại, Việt Nam đang đàm phán hoàn thiện hồ sơ mở cửa thị trường đối với 6 sản phẩm gồm trái cây có múi, bưởi, cam quýt, dưa, sầu riêng cấp đông, ớt, dược liệu. Cụ thể, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đơn vị đã trao đổi thông tin với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để góp ý hoàn thiện bản dự thảo, nghị định thư về yêu cầu nhập khẩu ớt, quả dừa tươi, sầu riêng đông lạnh, đồng thời tiếp tục quá trình đàm phán đối với sản phẩm trái cây có múi và dược liệu sang thị trường này. Đây đều là những mặt hàng thế mạnh của nước ta khi được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, chắc chắn sẽ đem về cho ngành rau quả giá trị kim ngạch cao hơn nữa trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Song song với quá trình đàm phán mở rộng thị trường, Cục Bảo vệ Thực vật sẽ tích cực phối hợp với các địa phương phát triển, mở rộng số lượng và diện tích mã số vùng trồng cũng như số lượng cơ sở đóng gói đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu, đồng thời không lơ là trong giám sát để vùng trồng và cơ sở đóng gói duy trì được các điều kiện đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. Cục Bảo vệ Thực vật tiếp tục tháo gỡ hàng rào kỹ thuật, mở cửa thị trường cho các loại quả tươi, thực hiện kiểm tra, kiểm dịch thực vật xuất khẩu đối với các loại hàng hóa nông sản xuất khẩu, trong đó chú trọng các loại quả chủ lực và thị trường trọng tâm như Trung Quốc, Mỹ, EU, góp phần giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản của Việt Nam, Cục trưởng Huỳnh Tấn Đạt cho biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!